Hello, chào bà con. Thì hiện giờ mình đang ở cái vườn của anh Phương ở Bình Tân, Vĩnh Long. Thì mình tới đây thăm cái vườn mít đục đỏ sữa vàng của ảnh. Là vườn này là được 2 năm tuổi. Thì ảnh đang sử dụng cái sản phẩm là cái bộ xô nuôi trái ở bên mình. Là mới được là tháng này. Thì bây giờ mình tới đây cũng như là mình thăm vườn. Cái thứ hai là hướng dẫn cho anh là cái cách mà ảnh chưa có biết cách là tiễn tái, cũng như là chọn tái như thế nào cho nó đặc biệt là cái sơ đen, thì mình cũng chưa có biết cách tuyển. Đó. Đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn cho anh ha, là khi mình để trái đó, thì mình sẽ chọn lựa những cái cổ bông và những cái cổ trái nào nó đều và nó nhiều nhất vườn, để mình dễ xử lý phân thuốc cho nó dễ. Đặc biệt là mình tuyển là mình loại bỏ những cái trái nào mà nó bị sơ đen trước ngay từ đầu luôn đó, để cho cái cây của mình nó nhẹ. Đó, rồi đó là mình hạn chế được cái lượng phân bón khi mà mình không biết mình chăm sóc vô nung vô cho nó mà sau này là cái tái của mình nó bị sơ đen thì mình bán cũng không được. Đó. Thì đối với cái cây này là nó có ba cổ trái, hay như hai cái trái này, hai trái bự là thuộc về cái cổ đầu đi. Đó, rồi cái cổ này, như cái cổ này là cái cổ kế tiếp nè, cổ thứ hai. Đó, rồi tên này ở đây là nó có cổ thứ ba. Đó, thì như cây này thì bây giờ nó ba cổ, nhưng mà anh để thấy chuyện thì mình sẽ để hai cổ trái, còn mình xác định là mình để một cổ để sau này mình dễ là chăm sóc, cái thứ hai là sau này mình làm trái đồng loạt thì mình xác định là mình tuyển ngay từ đầu, ví dụ là mình chừa lại hai cái cổ này, hai trái lớn, hoặc là cái cổ thứ hai, cổ này, trái này và trái này nó lên loại bỏ đi cái cổ thứ ba. Đó. Rồi thì bây giờ là em sẽ hướng dẫn cho mình cái cách mà mình tỉa ha. Cái cây này thì em đang để tới chuyền, thì em sẽ hướng dẫn cho mình cái cách để tới chuyền. Đó, thì mình để cổ này với cổ này thôi. Đó, cổ này thì mình bỏ, cổ thứ ba này mình bỏ. Đặc biệt là những cái mướp méo này thì mình biết rồi, mình biết cách rồi, là mình loại bỏ ngay từ đầu đó, đó là xác định rồi. Đó, mình cắt. Đặc biệt là khi mình cắt cái bông mít đó mình bỏ đi á, là mình cắt ngay chỗ cái vòng của nó có cái vòng tâm nè. Là mình cắt ngay cái điểm phiết đó, như cái tay này đi, tay này nè nè anh chưa đó, là mình không cắt xa quá ở ngoài này, không cắt xa quá ở ngoài này, mà mình cắt vô ngay chỗ cái vòng đó nè, đó để sau này là cái cổ bông sau á, mình khi mình lên thuốc kích thích á là nó sẽ mọc nảy cái mầm bông giáp giáp vòng cái khu vực này, còn mình cắt sát quá thì cái vết thương của nó, vết cắt nó bự quá đó, thì nấm khuẩn nó dễ xâm nhập vô cái phần này đó. Rồi đặc biệt nữa là cái cách tuyển sữa đen đó, thì như cái trái này, cái trái này á, là nó có đang có cái biểu hiện này, hiện tượng là nó bị sữa đen nè, thứ nhất là cái cuống nó đen, thứ hai là cái màu cuống của nó bị bể đó, cái gai trên bị bể, rồi nó bị túm đầu, đặc biệt á, là ở dưới này nè, đó là nó đã bị tàn ong đó, nó bị tàn ong nha. Nhà mà cái trái này á, là cái biểu hiện sữa đen nó bị nhẹ thôi, chứ nó không có nặng như những cái tái hồi nãy em tiễn, dấu hiệu nó là nó đã có sữa đen rồi thì bắt buộc thì mình tiễn ngay nó từ đầu đó. Còn những cái như cái tái này là nó không bị nè, tái bên này không bị nè, rồi cái tái bên này nó cũng không bị nè đó. Thì đầu tiên thì mình loại bỏ những cái tái nhỏ trước đi. Đây, như cái tái này là khi là mình cắt là mình không cắt ở ngoài này, cái này cái cuống này nó còn xanh quá nè, là anh cắt là nó ra mủ rất là nhiều, còn mình cắt ngay cái cụ già ở trong này nè đó, thì nó sẽ hạn chế cái lượng mủ nó chảy ra, nó làm cho cái trái của mình nó không mất mủ nhiều, thì cái trái của mình nó sẽ không bị giật méo trái, hạn chế đó. Rồi đó, là mình kỹ nữa thì mình sẽ lấy á, là cái bông gọn á, là dưới xúc á, là mình chậm lại để cho hạn chế cái mủ nó xì ra đó. Rồi sau khi mà mình cắt tiễn trái rồi thì mình quay lại là anh xịt ngừa giùm em là hàng siêu giáp đó, kết hợp với sâu đầy luôn đó, đặc biệt là cái chai sâu bọ nhện, là cái là nó chống sâu cuốn với sâu đục trái đó, anh xịt giùm em đó, để ngăn ngừa cái nấm khuẩn tấn công ngay vào cái vết cắt này, rồi ngăn ngừa con sâu gầy nó tấn công đó, anh giùm cho em đó. Rồi đây là cái tái này mình tiễn sữa đen nè đó, mình xác định ngay từ đầu là mình tiễn nó ngay từ đầu luôn. Anh thấy nè, thấy không? Đó, là mình sẽ loại bỏ nó ngay từ cái giai đoạn đầu luôn, mà cái tái này mình bỏ tiễn là hơi hơi trễ rồi nè. Nó quá bự rồi. Mình loại bỏ
sơ đen là cái thời điểm mình tiễn tái nó cỡ này là bắt đầu mình tiễn rồi. Còn mình để nó lâu quá nó hút dinh dưỡng nhiều quá, tái nó bự đó, thì cái khi mình chăm phân chăm thuốc vô nó tốn kém chi phí nhiều lắm. Thì mình loại bỏ ngay từ lúc cái tái cỡ này là bắt đầu mình đi tiễn tái được rồi, đừng để quá bự như thế này đó. À, như cái dấu cắt nè, mình vừa tới ngay chỗ miếng này thôi, ngay cái vòng á, chập bỏ chừa lại cái vòng tròn này nó, mai mốt khi mình xử lý bông mùa sau nó sẽ ra ngay chỗ khu vực này đó. Thì đây là cái cách hướng dẫn của em để hướng dẫn cho hai anh là mình cách mình chọn mình tiễn tái để sau này mình tiễn cho nó đạt ha. Dạ đây em chào bà con.